Hello, chào mừng các bộ đã đến với chuyến tham quan tiếp theo ở thế giới phù thủy. Địa điểm ngày hôm nay có khi còn thú vị hơn cả hẻm xéo chứ. Là học sinh của Hogwarts mà không được đi thăm thú vui chơi ở nơi này thì ôi giời ở quê. Các bộ đã đoán ra được nơi nào chưa? Giờ hãy cùng Tentacles để đẹp trai châu chấu và hồn ma Alpha Z đến với làng phù thủy Hogsmeade. Hogsmeade được biết đến là làng phù thủy duy nhất của Vương quốc Anh. Cư dân ở đây hoàn toàn là phù thủy và pháp sư. Được thành lập không lâu sau trường Hogwarts vào khoảng năm 990 sau công nguyên bởi phù thủy tóc đỏ thời Trung Cổ Hengist of Woodcroft khi ông chạy trốn khỏi sự đàn áp của dân Muggle. Hengist of Woodcroft đã thành lập Hogsmeade như một nơi trú ẩn an toàn cho phù thủy và pháp sư thời bấy giờ. Theo những thông tin chưa được xác nhận thì quán Ba Cây Chổi chính là ngôi nhà hồi trẻ của Hengist. Ông từng là học sinh nhà Hufflepuff tại Hogwarts. Dù có vai trò lịch sử quan trọng nhưng Hengist không được nhắc đến nhiều trong bộ truyện Harry Potter. Chúng ta chỉ bắt gặp ông thoáng qua trong thỏi sô-cô-la ếch nhái mà Harry Potter thu nhập được trên chuyến xe tàu tốc hành đầu tiên đến Hogwarts. Một điều khá thú vị đó chính là Hogsmeade luôn có tuyết rơi quanh năm, mặc dù ngôi làng ở rất gần Hogwarts về phía nam, nơi mà có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông. Trong nguyên tác của cô Rowling cũng không hề đề cập đến bí ẩn này, tuy nhiên các nhà làm phim đã quyết định để cho Hogsmeade vĩnh viễn phủ một lớp tuyết trắng. Không thể phủ nhận rằng điều này đã khiến cho Hogsmeade đẹp như tranh vẽ với những mái nhà phủ đầy tuyết. Nhìn thoáng qua, các bộ sẽ thấy kiến trúc của ngôi làng có những điểm khá tương đồng với các thị trấn ở Đức dịp Giáng sinh, nhưng thực chất những cửa tiệm và ngôi nhà tại Hogsmeade đều mang hơi thở của thời Trung Cổ. Những ngôi nhà cổ kính với mái tranh và hơi nghiêng chính là dấu hiệu về lịch sử của ngôi làng. Đáng chú ý phải kể đến quán đầu heo, quán rượu truyền thống với nội thất chật trội tối tăm, với một mùi hương kỳ lạ mà Harry Potter miêu tả là khá giống mùi của dê. Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi của nó. Ngoài ra, như được tiết lộ trong Pottermore, thì trong làng có một ngôi nhà nhỏ nơi Minerva McGonagall từng chung sống với người chồng đã qua đời của cô, Dougal McGregor. Theo điều lệ 528-2 thuộc sắc lệnh 1714 của trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts thì chỉ những học sinh từ năm thứ 3 trở lên mới được đi thăm làng vào cuối tuần, nhưng phải có đơn cho phép có chữ ký của người giám hộ. Các bồ cứ thử tưởng tượng ngày nhỏ há hút được bố mẹ cho đi chơi cuối tuần như thế nào thì học sinh của Hogwarts cũng sẽ mong chờ giống y hệt như vậy khi được viếng thăm làng Hogsmeade. Dường như không có một lịch trình chính xác của các chuyến thăm, lịch trình thay đổi từ năm này sang năm khác và chúng ta cũng không biết ngày cuối tuần cụ thể được chọn như thế nào. Nhưng các bồ có thắc mắc lý do vì sao làng Hogsmeade lại khiến cho lũ học sinh háo hức đến vậy không? Hãy cùng chúng mình khám phá ngay sau đây nhé! The Three Broomsticks, quán Ba Cây Chổi. Là một trong những quán rượu và nhà nghỉ được yêu thích nhất ở làng Hogsmeade, nơi đây nổi tiếng với món bia bơ hảo hạng mà nhất định ai đến Hogsmeade cũng phải thử một lần cho biết, cùng bà chủ quán xinh đẹp Rosmara. Tiệm giỡn John Cool. Giống với tiệm giỡn Campbell & Jeffs tại hẻm xéo thì nơi đây bán các loại vật phẩm chơi khăm, cũng là một địa điểm yêu thích của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, Fred và George. Họ đã lên kế hoạch mua lại cửa hàng này, nhưng quyết định phải hoãn lại vì lý do học sinh Hogwarts bị hạn chế đến thăm làng sau khi Voldemort hồi sinh. Ga Hogsmeade. Nhà ga Hogsmeade là điểm dừng chân duy nhất của tàu tốc hành Hogwarts sau khi khởi hành từ ngã tư vua. Theo tác giả Rowling, ga Hogsmeade thật ra không ở làng Hogsmeade đâu, mà ở phía bên kia hồ đen cơ. Nếu như các bộ muốn ghé thăm địa điểm thực tế của ga Hogsmeade thì hãy đến thăm nhà ga Gotland ở North Yorkshire Moors Railway, nhưng phải chờ đến hết dịch bệnh thì mới được đi đấy nhé, an toàn là trên hết mà. Quán đầu heo. Trái ngược với không khí ấm cúng của quán rượu Ba Cây Chổi, quán rượu đầu heo được miêu tả rất bẩn thỉu, tối tăm, nhếch nhác, bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc và là nơi lưu trú của nhiều vị khách kỳ lạ giấu mặt. Trên tấm bảng hiệu trước cổng treo một cái đầu heo bị cắt rời và đang rỉ máu vào tấm khăn trắng treo lủng lẳng quanh nó. Bất ngờ thay, người quản lý của quán rượu chính là Aberforth Dumbledore, em trai cụ Albus Dumbledore. Quán cũng là nơi chứng kiến nhiều sự việc quan trọng, ví dụ như giáo sư môn tiên tri Sibyl Trelawney đã tiên đoán về mối quan hệ giữa Harry Potter và chú tể Voldemort. Vài năm sau đó, khi cuộc chiến phù thủy đang diễn ra căng thẳng, quán đầu heo đã trở thành nơi họp mặt đầu tiên của đội quân Dumbledore. Ngoài ra, quán cũng là tổng hành dinh của cuộc nổi loạn yêu tinh diễn ra vào năm 1612. Dervish and Banks. Dervish và Banks là một cửa hàng nhỏ chuyên bán và sửa chữa các dụng cụ pháp thuật nằm ở cuối High Street. Tiệm viết lông ngỗng Scrivensat, một cửa hàng chuyên bán văn phòng phẩm các loại. Tiệm rẻ vui, nghe thì có mùi rẻ lau nhưng thực chất lại là một cửa tiệm bán quần áo cho các pháp sư và phù thủy. Tiệm cũng có hai chi nhánh khác ở London và Paris. Ngoài ra, ở đây còn bán những đôi vớ không được bình thường cho lắm. Quán bar Party Food. Quán trà nhỏ nhắn xinh xắn rất thích hợp để những đôi chim cu đến đây hẹn hò. Vào ngày Valentine, bà Party Food đã thuê những thiên sứ màu vàng để thả những hoa giấy màu hồng lên đầu các cặp đôi. Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy nhưng cũng khiến không ít những trái tim cô đơn khi đến đây cảm thấy ngứa mắt. Tiệm công tước mật. Tiệm công tước mật là một trong những tiệm kẹo pháp thuật nổi tiếng trên thế giới. Nơi đây bán đủ loại kẹo và bánh ngọt với mọi hình dạng điển hình như sô cô la ếch nhái, que cam thảo, kẹo Berry Boots đủ hương vị, kẹo bạc hà, dừa đá màu hồng và có thể phát sáng. Với các tín đồ mê đồ ngọt thì nếu lỡ bước chân vào đây thì chắc là lú quên đường về luôn đấy chứ. Cục bưu cú. Như các bộ đã biết, ở giới phù thủy dùng cú để truyền tin cho nhau. Vì vậy họ cũng cần có một cục bưu cú để chăm sóc cũng như phân loại chúng dễ dàng.
Bưu cú này có ít nhất từ 2 đến 300 con cú, được sắp xếp thành hàng từ loại Great Grey Owl cho đến Tiny Scop trên những kệ có mã màu. Màu sắc của từng kệ cũng dựa trên tốc độ di chuyển nhanh chậm của những chú cú đến nơi nhận thư. Lều hét. Đây được coi là ngôi nhà ma quái nhất nước Anh, nó đáng sợ đến mức những con ma của trường Hogwarts cũng tỏ ra ái ngại khi nhắc đến. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như thế. Lều hét thực chất được xây dựng như một nơi trú ẩn cho Remus Lupin khi anh biến thành người sói. Ý tưởng này của cụ Dumbledore và được bà Pomfrey ủng hộ để bảo vệ an toàn cho Lupin nói riêng và toàn thể học sinh Hogwarts nói chung. Lối đi duy nhất để vào lều hét là thông qua con đường nằm dưới thân cây liễu roi trong sân trường Hogwarts. Voldemort cũng đã sử dụng lều hét để làm trụ sở chính trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts. Với hàng loạt những cửa tiệm siêu hấp dẫn như thế này thì chẳng có gì khó hiểu khi lớp học sinh Hogwarts đều cảm thấy háo hức mỗi khi được đến thăm Hogsmeade. Nhưng mà lỡ trong trường hợp các bồ bị bố mẹ dỗi không ký giấy cho phép thì làm sao đến Hogsmeade du hí với chúng bạn được đây? Đừng lo nhé, vì có tới 8 lối đi bí mật từ Hogwarts đến Hogsmeade đấy. Chẳng may bị trường hợp giống như Harry thì hãy áp dụng ngay nhé. Tuy nhiên, 4 trong số đó đã bị thầy giám thị Filch phát hiện mất rồi. Trong đó có một lối đi nằm dưới bức tượng Gregory the Small Me, nhưng cũng chẳng sao, vì còn tận 4 lối đi nữa cơ mà. Đầu tiên phải kể đến là lối đi bí mật từ bức tượng phù thủy một mắt ở tầng 3 trường Hogwarts dẫn đến một cái cửa sập ở tầng hầm của tiệm câu thông mật. Để lối đi này hiện ra, các bồ cần gõ vào bức tượng và đọc một khẩu, Descendium. Harry Potter đã khám phá ra lối đi này sau khi vụt mất cơ hội được đến thăm làng Hogsmeade nhờ vào tấm bản đồ đạo tặc của James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew. Một lối đi khác do 4 người họ tạo nên, đó là lối đi từ cây liễu roi trong sân trường Hogwarts dẫn tới lều hét. Đây là lối đi bí mật được xây dựng nên để Remus Lupin có thể di chuyển đến làng Hogsmeade vào mỗi đêm trăng tròn. Để vào lều hét, cần phải chọc cái mấu trên thân cây liễu roi, từ đó sẽ mở ra một địa đạo dẫn xuống phía dưới. Hai anh em sinh đôi Fred và George nhà Weasley cũng góp công trong việc khám phá lối đi bí mật của Hogwarts. Cả hai đã vô tình phát hiện ra một lối đi đằng sau tấm gương ở tầng 4. Họ sử dụng chúng thường xuyên cho đến khi bị bít kín thành hang cụt vào mùa đông năm 1992. Lối đi cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng xuất hiện trong phần 7 của bộ truyện mở ra vào năm 1998 với mục đích tiếp tế lương thực từ bên ngoài cho đám học sinh Hogwarts. Để tìm được lối đi bí mật này thì trước đó các bồ phải tìm được phòng yêu cầu đã. Nó sẽ đưa các bồ đến bức chân dung Ariana Dumbledore nằm trên tầng 2 của quán đầu heo. Vậy là chúng mình đã tiết lộ hết về những lối đi bí mật đến với làng Hogsmeade mà chúng mình biết rồi đấy nhé. Còn việc có lọt qua được con mắt tinh tường của thầy giám thị Filch để đến lối đi hay không thì chúng mình cũng chịu. Nếu có cơ hội thì các bồ hãy thử xem có đi được không rồi quay về đây comment, chia sẻ kinh nghiệm nhé. Buổi tham quan đã kết thúc, cùng quay trở lại trường tiếp tục với những buổi học buồn bã chán ngắt thôi nào. Ai đã mua đồ lưu niệm gì thì đừng quên cầm theo nhé. Bạn nào đã subscribe rồi thì đừng quên nhấn vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ những chuyến tham quan tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.